Đến hẹn lại lên, giải vô địch các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng do thành phố Hà Nội tổ chức sẽ bắt đầu mùa giải thứ 6 với vòng đấu loại diễn ra vào giữa tháng 8 tới đây. Là đội vô địch giải năm 2018, tuy nhiên, trong 3 mùa gần nhất, câu lạc bộ G và L9295 đều không có được kết quả tốt và ở mùa giải năm nay, họ phải tham dự vòng đấu loại để tìm tấm vé vào chung kết. Chính vì vậy, bên cạnh việc tập luyện thường xuyên trên sân thì đội tuyển câu lạc bộ GL9295 cũng chuẩn bị cho mình đồng phục thi đấu với sắc đỏ, hy vọng sẽ thêm may mắn để đạt được mục tiêu đề ra. Cái khao khát của câu lạc bộ 9295 thì vẫn luôn luôn là muốn là giành được cái vinh quang một lần nữa. Thế tuy nhiên là điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố. Nhưng chúng tôi cũng đặt ra mục đích trong năm nay là vượt qua được vòng loại và vào vòng chung kết thì sẽ nằm trong top 10. GVL9295 là một trong số những câu lạc bộ đã quá quen thuộc với giải đấu này và họ sẽ phải đối đầu với những câu lạc bộ mới lần đầu tham dự như Lộ Bằng Thổ, Kiếm Phong Kim, Đất Cảng, Goblin. Mỗi câu lạc bộ lại đặt ra cho mình những mục tiêu và định hướng khác nhau. Sau khoảng một tháng rưỡi, chúng tôi liên tục qualify, liên tục cho các cặp đấu thử sức với nhau ở trên sân Sky và sân Lake. Thì về cơ bản là cách đây khoảng một tuần chúng tôi đã chốt xong được cái đội hình tham gia ở tất cả các bảng đấu. Tôi nghĩ là nhiều anh em mà không tham gia được vào đội hình chính thức sẽ rất là tiếc, bởi vì đại đa số các thành viên thì đều đã luyện tập ở Sky và Lake cũng phải tầm khoảng 10 đến 20 buổi. Nên là anh em đều rất nhiệt huyết để muốn cống hiến vì màu cờ sắc áo của Goblin. Đây là năm đầu tiên mà chúng tôi tham gia cái giải Hà Nội mở rộng này, nên là anh em đều rất là hào hứng và đều rất là happy. Sau những cái sự chuẩn bị của năm ngoái, cộng với lại anh em cũng có nhiều cái trải nghiệm trong cái môn golf này, thì chúng tôi cũng muốn có một cái sân chơi để va chạm cũng như là để cọ sát, để cho anh em cái kép của mình nó tốt hơn. Bên cạnh đấy là được giao lưu, kết nối với tất cả các câu lạc bộ khác. Đó cũng là cái tiêu chí của chiến lược của năm nay của câu lạc bộ. Vòng loại sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 trên sân Sky Lake Golf and Resort. 32 câu lạc bộ đã được xếp vào 3 nhóm đấu. Mỗi câu lạc bộ sẽ thi đấu 8 trận single match và 2 trận fourball. 22 đội tuyển có điểm số tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 năm 2023.